Bảo tàng Khmer Sóc Trăng, địa chỉ số 53 đường Tôn Đức Thắng, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Bảo tàng Khmer Sóc Trăng sở hữu vị trí ngay trong trung tâm thành phố, cách chùa Khơ Len và Bủ Sơn Tự không xa. Từ các điểm lưu trú thuộc khu vực nội thành, bạn chỉ cần chạy dọc theo cung đường Hai Bà Trưng từ công viên 30 tháng 4 qua cầu quay chừng 450m là đã có thể nhìn thấy bảo tàng bên phía tay trái. Bảo tàng Khmer Sóc Trăng, đây là một công trình được xây dựng theo kiến trúc của chùa Khmer, và phía bên trong thì chứa nhiều hiện vật phản ánh đời sống tinh thần cũng như đời sống thường nhật phong phú đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, nơi đây còn trưng bày các loại trang phục nhạc cụ cực kỳ đặc sắc. Bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô tự lái. Các loại phương tiện này sẽ giúp bạn dễ dàng khám phá thêm nhiều hàng quán ăn uống cùng điểm du lịch hấp dẫn. Bảo tàng Khmer hay còn gọi là Bảo tàng Văn hóa Khmer, nhà trưng bày văn hóa Khmer, được xây dựng vào năm 1938 theo phong cách kiến trúc quen thuộc của những ngôi chùa tại tỉnh Sóc Trăng. Nơi đây chính thức khánh thành và đi vào hoạt động sau 3 năm khởi công. Ban đầu lấy tên gọi là Hội Samakum và được các nhà sư Khmer ở khu vực Tây Nam Bộ chuyên dùng để hội họp. Dưới thời thực dân Pháp, bảo tàng là nơi đào tạo trí thức nói chung và tổ chức dạy tiếng Pháp, Việt, Khmer nói riêng cho người miền Tây. Đến thời đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam dưới sự cai quản của chế độ Ngô Đình Diệm đã bị cấm giảng dạy tiếng Khmer. Mãi tới năm 1992, nơi đây mới được tôn tạo lại thành nhà truyền thống, rồi nâng cấp thành Bảo tàng Khmer Sóc Trăng. Nơi các bạn gần xa có thể tìm hiểu thêm về văn hóa của nhiều dân tộc. Bảo tàng Khmer Sóc Trăng sở hữu hai đặc điểm nổi bật, đó là nét kiến trúc đặc trưng của những người Khmer, những ngôi chùa như chùa Sôm Rông, Xà Lôn và bộ sưu tập hiện vật văn hóa của người dân tộc này. Về kiến trúc, những ngôi nhà thuộc hệ thống bảo tàng chủ yếu có mái nhọn và cong. Nơi đây được chia thành hai khu vực chính là nơi trưng bày hiện vật gọi là nhà hội Masakum và khu văn phòng. Không gian văn hóa rộng 2.344 m² với nhà trưng bày hiện vật rộng 368 m² là điểm sáng của bảo tàng tỉnh. Đối với bộ sưu tập hiện vật, tại đây sở hữu hàng ngàn đồ dùng, vật dụng đã gắn bó cùng đời sống văn hóa, sinh hoạt của người Khmer tại Sóc Trăng qua bao đời. Số lượng hiện vật ở Bảo tàng Khmer Sóc Trăng đến nay đã đạt cột mốc 13.000 món. Từ những công cụ lao động thô sơ đến trang phục cổ truyền, nhạc cụ và thậm chí là kiến trúc nhà cửa, tất cả đều có mặt tại điểm tham quan này, là nơi trưng bày nhiều hiện vật quý phản ánh đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer qua nhiều thế hệ, như trang phục, kiến trúc nhà ở, chùa, nhạc cụ, trở thành điểm tham quan giá trị trong chuyến du lịch Sóc Trăng. Riêng các công cụ cầm tay được trưng bày có hệ thống về quá trình sản xuất nông nghiệp của người Khmer từ các thế kỷ trước, phản ánh rõ nét đời sống lao động cần cù chăm chỉ, hay mô hình sân khấu rô băm dù kê có thiết kế công phu thể hiện nghệ thuật Khmer đặc sắc. Ngoài ra, hiện vật ở Bảo tàng Khmer Sóc Trăng còn cho thấy người Khmer có khả năng thẩm mỹ cao, vừa sáng tạo ra những vật dụng hữu ích cho cuộc sống thực tế, vừa khéo léo tạo nên hình dáng bắt mắt và trang trí bằng những đường nét hoa văn uyển chuyển sinh động. Đây sẽ là dịp để các bạn hiểu hơn về cộng đồng người Khmer, một bộ phận dân cư quan trọng của tỉnh Sóc Trăng, nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer. Nếu bạn là một người ưa thích khám phá những giá trị văn hóa, hay đơn giản là chưa có hiểu biết gì đối với dân tộc Khmer, thì đây là nơi bạn nên ghé qua. Bảo tàng Khmer Sóc Trăng chắc chắn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm khám phá đặc biệt, khó quên trong chuyến dịch du lịch của mình.
Bảo tàng Khmer, một trong những địa điểm du lịch Sóc Trăng không thể bỏ lỡ.
Video xin được tạm dừng nơi đây. Chúc các bạn vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem video của Phong Cảnh Làng Quê. Các bạn nhớ ủng hộ, bấm nút like và đăng ký kênh để cho mình có động lực làm những video tiếp theo nhé.